Tiếp tục thì chúng tôi có nhận được câu hỏi của khán giả Nguyễn Văn Tam có số điện thoại là 0977, 3 số cuối là 394 ở Thanh Hà, Hải Dương có gửi câu hỏi về chương trình với nội dung như sau. Vườn bưởi điều ngọt chiết được 2 năm nay, ở cây mẹ thì vẫn ra hoa kết quả rất nhiều, nhưng ở cây chiết ra thì rất là ít hoa, ít quả. Xin hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục của hiện tượng này như thế nào? Xin mời chuyên gia. Vâng, thưa anh Tam và thưa bà con, khi mà chúng ta lấy cái mắt ở cây mẹ ghép sang cây chiết, cây ghép mà cây mẹ thì vẫn ra hoa kết quả bình thường, nhưng ở đây thì là anh mô tả là cái cây chiết thì vẫn xanh tốt nhé, vẫn xanh tốt mà lại ra hoa ra quả ít. Thì đây tôi đoán ngay là cái cây mà vẫn xanh tốt thì có thể là cái chăm bón bón phân ở bên cái cây ghép ấy là hơi nhiều, cho nên là nó xanh tốt, mà đã xanh tốt thì cái sinh trưởng sinh dưỡng nó sẽ lấn át cái sinh trưởng sinh thực, và cây không thể nào xanh, mặc dù vẫn xanh tốt nhưng lại không ra hoa ra quả được nhiều. Đấy, thế thì bây giờ khắc phục cái làm sao thì có thể là anh sẽ làm cái động tác như thế này thì cây nó sẽ ra hoa đồng loạt ngay nha. Thứ nhất là cái cây bưởi, cái bưởi điều ấy, thì nó cũng sẽ thường hay ra quả, ra hoa vào cái giai đoạn mà xung quanh cái Tết âm lịch. Đấy, thế thì trước đến một tháng chúng ta phải bón đón hoa, thì bây giờ nó do cái cây xanh tốt cho nên chúng ta không bón nữa và chúng ta cũng không tưới trước đến một tháng nhé, vì giai đoạn đấy là giai đoạn nó cần kích thích cây để phân nó hoa. Đấy, thì chúng ta không bón, không tưới, cứ để cho khô hạn như thế, cho cây héo, bao giờ cây bắt đầu chớm héo rồi. Nhìn thấy cây chơi chớm héo lúc ấy chúng ta bắt đầu mới tưới. Đấy. Thứ hai nữa là cái động tác thứ hai là cũng cái thời gian như vậy, chúng ta dùng con dao gọt rau quả, chúng ta khoanh cành, khoanh thân, khoanh một vòng này cho nó kín vòng, nhưng chúng ta lưu ý là cái khoanh ấy chúng ta không lật vỏ lên nhé. Ngày hôm sau chúng ta ra quan sát cái vết khoanh đấy mà thấy nó đùn những cái giọt nhựa ra là được, để nguyên thế. Thì cái động tác ấy cũng sẽ kích thích cây phân hóa hoa rất rất mạnh. Cái động tác thứ ba là có thể dùng cái chế phẩm là Flower 94 để phun vào Flower 94, chúng ta dùng phun vào cái giai đoạn trước khi ra hoa một tháng, nó cũng là cái chế phẩm mà nó kích thích phân hoa hoa cho cây. Đấy, một là khoanh, hai là dùng chế phẩm. Đấy, ba là phải tạo ra cái khô hạn bằng cách là dừng, không có tưới bón gì vào cái giai đoạn trước khi cây ra hoa một tháng, để cho buộc cây nó phải phân hoa hoa. Và một cái động tác thứ tư nữa là khi mà chúng ta tạo khô hạn như thế, chúng ta thấy nó cây nó bắt đầu chớm héo rồi thì chúng ta tưới nước chừng khoảng 2 đến 3 ngày liền, tưới đẫm cho cây, kết hợp với cái việc là chúng ta vặt đỡ lá cho của cây đi, thì nó sẽ bật ra nụ và nó sẽ ra hoa rộng ra đông loạt luôn. Thì lúc ấy chúng ta sẽ là được một cái cây nó ra rất nhiều hoa. Đấy, và đấy chính là cái quá trình, tức là hạn chế bớt cái sinh trưởng dinh dưỡng đi để nó chuyển sang giai đoạn sinh trưởng sinh thực, tức là quá trình ra hoa đậu quả nhiều. Đấy, thì bà con làm đủ bốn các cái động tác như vậy thì cây của anh sẽ ra hoa rộ ngay, không có vấn đề gì cả. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ.
Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.